đến với hội thi hôm nay, chúng ta được hiểu rõ về ưu đãi của hội nông dân với cơ chế bốn nhà, đó là nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông. Dựa vào cơ chế đó, phường chúng tôi đã và đang phát triển làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Với phong trào nông thôn đổi mới hiện nay, cuộc sống nhân dân hoàn toàn thay đổi, các cơ sở hạ tầng, điện, đường, trường, trạm, phố xóm được thông thoáng khang trang, ruộng vườn được chuyển đổi trên canh, nhà nhà phát triển ngành nghề, không cho đất nền không ngừng tay ta. Vâng, hội nông dân phường Chương Nghị chúng tôi nói riêng và các phường xã nằm trên địa bàn thành phố Phúc Yên